Xin chào tất cả các bạn. Tôi đang có mặt tại cầu Hoàng Văn Thụ. Đây là cây cầu trọng điểm của thành phố Hải Phòng. Và chỉ còn 3 ngày nữa thôi, cây cầu này sẽ đi vào thông xe kỹ thuật. Và Ủy ban nhân dân thành phố sẽ khánh thành thông xe kỹ thuật cây cầu này. Chúng tôi đang đứng ở bên phía Thủy Nguyên. Và đằng sau tôi là cái vòm của cây cầu Hoàng Văn Thụ. Và để xem cái khu vực hiện tại thông xe sang bên Thủy Nguyên đã ổn định, đã làm đến đâu, thì xin mời các bạn hãy cùng tôi review cây cầu Hoàng Văn Thụ và bên khu trung tâm hành chính mới của thành phố là bên khu đô thị Bắc Sông Cấm ở thuộc huyện Thủy Nguyên. Các bạn ủng hộ kênh hãy ấn nút đăng ký, ấn nút like, share và theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Cảm ơn các bạn. Đây, đằng sau tôi đây là cái biển bị thông xe kỹ thuật đây. Và ngày 15 tháng 10, 2019 là thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ. Cầu Hoàng Văn Thụ trị giá hơn 2.100 tỷ đồng bắc qua sông Cấm đang vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến thông xe vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Cầu vòm thép Hoàng Văn Thụ được thiết kế theo mô hình cánh chim biển, kết nối giữa phường Minh Khai, quận Hồng Bàng với xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Theo thiết kế, cầu Hoàng Văn Thụ có nhịp chính dài nhất 200 m trong số các cầu vòm thép tại Việt Nam. Riêng vòm thép nặng 500 tấn, dài 87 m, chiều cao nâng gần 50 m. Cầu có độ cao thông thuyền 25 m. Để thuận tiện cho người đi bộ, ngoài cầu thang bộ, cầu được thiết kế lắp đặt hai thang máy tại vị trí hai bên đầu cầu phía nội thành. Đây là cầu đầu tiên trong cả nước có hệ thống thang máy. Sau khi phà bính dừng hoạt động vào ngày 1 tháng 10, nhiều người dân và phương tiện bắt đầu đã đi lại bằng cầu Hoàng Văn Thụ. Phía Thủy Nguyên, con đường rộng hơn 90 m kết nối với cầu Hoàng Văn Thụ đang được nhà thầu tập trung hoàn thiện. Sáng 7 tháng 10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về việc tổ chức lễ thông xe cầu Hoàng Văn Thụ. Công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Công trình cầu Hoàng Văn Thụ đến nay đã cơ bản hoàn thành, chất lượng các hạng mục công trình được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đáp ứng được yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, đảm bảo kỹ mỹ thuật, chất lượng của công trình và đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức lễ thông xe dự kiến vào sáng ngày 15 tháng 10. Cầu Hoàng Văn Thụ do Ban Quản lý Công trình Xây dựng Phát triển Đô thị làm chủ đầu tư. Cầu Hoàng Văn Thụ có chiều dài hơn 1,5 km bắc qua sông Cấm, nối phường Minh Khai với xã Tân Dương thuộc huyện Thủy Nguyên. Cầu có dáng vòm ống thép nhồi bê tông chạy giữa với sơ đồ nhịp là 45 cộng 200 cộng 45 m, rộng 33,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp và 2 lề đi bộ. Đến thời điểm hiện tại, mọi công việc chuẩn bị cho lễ thông xe và lễ khánh thành cơ bản đã hoàn tất. Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những hạng mục chính của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Đây cũng là một trong những công trình giao thông đặc biệt có tổng mức đầu tư đến 2.176 tỷ đồng, nguồn là ngân sách thành phố và các nguồn khác. Theo thành phố Hải Phòng, việc xây dựng và đưa cầu Hoàng Văn Thụ vào sử dụng góp phần mở rộng sự phát triển đô thị thành phố Hải Phòng về phía Bắc theo định hướng phát triển không gian đô thị. Đặc biệt, đây là công trình khởi đầu cho việc xây dựng để di chuyển trung tâm hành chính, chính trị thành phố sang vị trí mới, có quy mô lớn hơn, hiện đại hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển Hải Phòng trong tương lai. Theo Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, sau khi cầu Hoàng Văn Thụ khánh thành và đưa vào sử dụng, đường và cầu Hoàng Văn Thụ sẽ trở thành trục chính kết nối thẳng từ khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.
thể ủng hộ kênh của mình bằng cách ấn nút đăng ký và like, share và bấm chiếc chuông nhỏ bên cạnh để luôn nhận được những video mới nhất của kênh Quen TV của mình. Để thuận tiện cho việc lưu thông của người dân sau khi thông cầu Hoàng Văn Thụ, Sở Giao thông Vận tải vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố về phương án điều chỉnh phân luồng giao thông các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng và một số tuyến phố có liên quan. Hiện nay, tuyến đường Hoàng Văn Thụ đang được phân luồng một chiều đối với tất cả các phương tiện theo chiều từ ngã tư giao với đường Điện Biên Phủ đến ngã tư giao với đường Trần Hưng Đạo, không đảm bảo được tính kết nối trực tiếp với cầu Hoàng Văn Thụ. Vì vậy, trước mắt thành phố cần phải thực hiện ngay việc phân luồng các tuyến Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng trước khi cầu Hoàng Văn Thụ được khánh thành và đưa vào khai thác, nhằm tạo mạng lưới không gian kết nối đồng bộ và liên tục. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có ý kiến đồng ý chủ trương điều chỉnh phân luồng giao thông tạm thời đường Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2019, cụ thể như sau. Đường Hoàng Văn Thụ phân luồng một chiều đối với tất cả các phương tiện đoạn từ nút giao với đường Trần Phú đến nút giao với đường Điện Biên Phủ. Đoạn còn lại phân luồng hai chiều đối với tất cả các phương tiện. Đường Đinh Tiên Hoàng phân luồng một chiều đối với tất cả các phương tiện từ nút giao Điện Biên Phủ đến đường Trần Phú. Đoạn còn lại phân luồng hai chiều đối với tất cả các phương tiện. Việc điều chỉnh phân luồng giao thông trên là nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả cầu Hoàng Văn Thụ khi được thông xe kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Theo quy hoạch, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm có quy mô diện tích khoảng 324 ha với dân số khoảng 17.500 người. Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm chủ yếu về phía bờ Bắc Sông Cấm và một phần phía nam của Sông Cấm. Trong khu vực địa giới hành chính các xã Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan của huyện Thủy Nguyên, phường Minh Khai của quận Hồng Bàng và phường Máy Tơ của quận Ngô Quyền, dự án bao gồm các hạng mục như xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ với chiều dài khoảng 1,5 km, xây dựng đê tả Sông Cấm với chiều dài khoảng 2.000 m, xây dựng hệ thống giao thông chính khu đô thị mới Bắc Sông Cấm tổng chiều dài khoảng 9.958 m và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Toàn bộ dự án được quy hoạch gồm 4 khu chức năng chính theo trục Bắc Nam, gồm khu hành chính chính trị thành phố, khu đa chức năng, khu thương mại, khu cảnh quan mặt nước và 3 khu chức năng phụ trợ gồm trung tâm văn hóa, khu ở cao tầng kết hợp khu đa năng, khu thương mại và cảnh quan mặt nước. Hải Phòng chọn phương án là xây dựng trụ sở hành chính mới hướng vào mục tiêu xây dựng một nền kiến trúc mới đẹp, đa dạng để thể hiện một đại đô thị Hải Phòng hùng vĩ và tráng lệ, xây dựng một hệ thống hạ tầng đẳng cấp cao, đặt cơ sở vững chắc cho việc phát triển đô thị hiện đại hóa và lâu dài, xây dựng một môi trường sống đô thị hoàn thiện cho thế kỷ 21, hướng tới một nền kiến trúc đô thị bền vững. Các quần thể kiến trúc ven sông, các kiến trúc mang tính tổng hợp, kiến trúc các nhà làm việc, khách sạn, thương mại, trung tâm hội nghị, các kiến trúc văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, vui chơi giải trí, các kiến trúc nhà ga xe lửa và nhà ga xe điện ngầm, các cầu cống, đường cao tốc trên cao, các khu nhà ở chung cư. Với mục tiêu là xây dựng khu trung tâm hành chính, chính trị ở thành phố Hải Phòng trở thành một đô thị năng động, thịnh vượng bậc nhất khu vực phía Bắc. Đây được coi là một dự án lớn có kết cấu giao thông, cấp thoát nước, năng lượng, chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, môi trường đồng bộ hiện đại, giúp thành phố mở rộng không gian đô thị, giảm tải cho khu vực đô thị cũ hiện nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quen TV. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy ấn nút like, share và đăng ký màu đỏ bên phải phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất từ Quen TV. Chúc các bạn sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn.
Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.